Xin chào các bạn, tôi đến từ công ty cửa Nam Video. Thì hôm nay tôi làm một cái video so sánh giữa hai dòng sản phẩm, đó chính là một dòng là cửa nhựa lót thép, hay là gọi là cửa nhựa UBC, hai là dòng cửa nhôm sinh pha. Thì tôi làm cái video này để các bạn thấy sự khác nhau và chất lượng giữa hai dòng sản phẩm. Thì để các bạn hiểu rõ hơn thì sau đây tôi sẽ quay cận cảnh và giới thiệu chi tiết hai dòng sản phẩm này. Sau đây tôi sẽ quay cận cảnh từng dòng sản phẩm và giới thiệu chi tiết từng chức năng để các bạn thấy rõ sự khác nhau giữa hai dòng sản phẩm. Đầu tiên chúng ta sẽ so sánh về màu sắc của hai dòng sản phẩm. Nhôm, đây là nhôm sinh pha, đây là một số màu của nhôm sinh pha. Thì các bạn thấy đây có 1 màu, 2 màu, 3 màu, 4 màu, ngoài ra còn nhiều màu khác nữa. Thì như vậy thì nhôm sẽ rất đa dạng màu sắc. Và nhựa thì sao? Nhựa thì hiện nay nhựa thì cũng có nhiều màu sắc, tuy nhiên thì phổ biến vẫn là màu trắng. Còn những cái nhựa có màu sắc như vân gỗ này thì rất là mắc, thậm chí mắc gần mắc đôi màu trắng và mắc hơn cả nhôm sinh pha. Đó là về phần màu sắc. Về màu sắc thì nhôm sinh pha sẽ đa dạng hơn, còn về nhựa thì bị hạn chế về màu sắc. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ nói đến về phần cách âm, cách nhiệt. Về nhựa lót thép thì về bên ngoài sẽ được làm bằng nhựa UBVC nên là không bị dẫn nhiệt. Còn nhôm thì được làm bằng kim loại và chỉ có một khoang trống duy nhất nên là khả năng dẫn nhiệt rất là tốt. Có khi nắng bên ngoài đây này thì mà nóng lên thì các bạn sờ bên trong đun một cửa đây rất là nóng, và nếu mà lạnh thì các bạn sẽ sờ vào thế là lạnh. Còn nhựa thì không lo vấn đề này. Chúng ta đến vấn đề cách âm. Nhựa thì các bạn thấy có rất là nhiều khoang trống rồi đúng không? Khoang trống cũng lớp ron cao su kép, đây một lớp ron cao su kép này. Và nhôm thì chỉ có một khoang trống cũng lớp ron cao su kép. Tuy nhiên do nhựa có nhiều khoang trống như thế này nên là khả năng cách âm của nhựa tốt hơn rất nhiều so với nhôm sinh pha. Nói chung về cách âm thì nếu mà các bạn làm cửa cách âm thì nên chọn dòng cửa nhựa thép, còn sinh pha không xin nhê gì đâu. Đó là về phần cách âm. Rồi tiếp đến về độ cứng. Thì về kim loại thì chúng ta không thể phủ nhận về độ cứng của kim loại rồi, và nhôm thì rất là cứng. Còn nhựa thì sao, có cứng cáp hay không? Thì nhựa thì hiện nay trên thị trường cũng có rất là nhiều loại. Hiện tại tôi đang chọn loại Rihau của Đức, sản phẩm của Đức. Thì cái loại nhựa này thì nếu phân khúc giá mà tùy theo sử dụng phụ kiện đi kèm thì cũng ngang với sinh pha thôi. Nhựa này thì rất là cứng, nhựa UBC nhé các bạn, nhiều khoảng trống và dày như thế này thì các bạn lấy cái búa tạ đập thì cũng không xi nhê đâu. Nhôm thì cũng móp, thì nhựa cũng móp thì cũng ngang nhau thôi. Ngoài ra thì trong bên trong nhựa sẽ kèm thêm lõi thép để tăng độ cứng và dùng để bán giữ phụ kiện. Tuy nhiên về độ bền lâu dài thì nhựa có độ co giãn nên là dễ bị xệ cánh hơn so với nhôm. Về chống cháy thì nhôm thì có nhiệt độ nóng chảy là hơn 650 độ C, còn nhựa thì khoảng 300 độ C là chảy rồi. Nhựa UBVC thì nó không có bốc cháy thành ngọn lửa nhưng nó sẽ bị chảy ở nhiệt độ khoảng tầm 300 độ C, nên là về khả năng chống cháy thì nhôm sẽ ok hơn rất là nhiều. Còn về tính dẫn điện thì nhôm là kim loại nên là có tính dẫn điện cao hơn. Về nhựa thì nó sẽ không có tính dẫn điện rồi. Về đóng mở thì nhựa sẽ có phần êm ái hơn so với nhôm. Nhôm sinh pha thì các góc cạnh thì có vẻ sắc bén hơn so với nhựa. Do là kim loại nên mà nếu mà những cái bộ cửa mà làm không đúng chuẩn, mà nếu mà chúng ta đá vào những cái góc nhôm thì có thể chảy máu này kia. Nhưng với nhựa thì sẽ hạn chế được điều này. Về khả năng an toàn chống trộm thì hai dòng sản phẩm này sẽ tương đương nhau. Để một bộ cửa an toàn chống trộm được, nó sẽ nghiêng về giải pháp nhiều hơn là về chất liệu. Tại sao tôi lại nói như vậy? Để các bạn dễ hiểu thì tôi sẽ đưa ra một ví dụ như sau. Ví dụ như các bạn làm nhôm kính này, cửa nhựa lót thép này, cửa sắt và cửa inox mà chúng ta đều là sử dụng kính suốt hết thì cả bốn loại cửa này đều không an toàn. Thì mà để những cái bộ cửa an toàn thì chúng ta sẽ phải chia bộ cửa ra làm nhiều ô nhỏ hoặc là thêm những cái song sắt bên trong. Thì cái thêm song sắt hay là chia cửa ra nhiều ô nhỏ thì nó thuộc về giải pháp, nên là về cái chất liệu làm cửa nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cái khả năng an toàn chống trộm của bộ cửa. Nói về độ bền thì về độ bền vật liệu thì giữa nhôm và nhựa thì hai sản phẩm này đều ngang nhau. Nhựa lót thép có thể tái chế được 7 lần và độ tuổi thọ của cả 7 lần tái chế lên tới 280 năm, 270 đến 280 năm. Nhôm thì có thể tái chế rất là nhiều lần. Về giá sản phẩm thì
Nhôm thì cũng rất là đa dạng, nhôm Sifa rất là mà nhôm nhập, nhôm Việt Nam rồi có độ dày mỏng, rồi hàng giả hàng nhái này kia thì giá thì cũng rất là đa dạng. Nhựa thì sao? Nhựa thì cũng vậy thôi các bạn. Nhựa thì cũng đa dạng, giá cao giá thấp này kia, tùy theo mình chọn loại vật tư, loại cái loại profile này nó tên là gì thôi, và phụ kiện đi kèm là loại gì, rồi kính là kính gì, thì nên là nhựa cũng đa dạng giá. Tại sao nhựa cũng có độ bền và cứng cáp và có nhiều tính năng như thế mà lại ít người tiêu dùng lựa chọn và lại bị người sử dụng đánh giá thấp? Cái này thì là do về phần kỹ thuật thi công, thì do thị trường cạnh tranh này, kèm theo đó là nói chung là cũng như nhôm vậy đó các bạn, nó có nhiều loại rồi là phụ kiện rồi cũng có nhái giả này kia, kèm theo tay nghề yếu rồi là kỹ thuật thi công kém thì dẫn đến cái sản phẩm này nó kém chất lượng. Nói chung ở cửa nhựa thép là tôi nói rất là yêu cầu kỹ thuật rất là cao, nhất là trong khâu thi công lắp đặt, làm sao để mà cửa nhựa không bị sệ, đây là một vấn đề nan giải của rất nhiều công ty không khắc phục được, kể cả công ty lâu năm. Về vấn đề sệ cánh nha các bạn, tại vì nhựa nó có độ đàn hồi mà liên kết ở phần này đó thì nó được làm 100% là bằng nhựa, nên là nó có độ dẹo xuống, có là độ giặt dẹo của nhựa. Còn nhôm thì được liên kết bằng ke, mà ke bằng kim loại nên nó cũng khó bị sệ hơn. Nói chung là nhôm rất ít hư hỏng, nhiều nhựa thì sẽ nhiều hư hỏng hơn, nên là nhựa cần yêu cầu kỹ thuật cao. Nếu mà làm nhựa, chọn nhựa để làm thì không thể chọn những sản phẩm giá rẻ và kém chất lượng, mà phải chọn những dòng có chất lượng tốt thì mới có độ bền cao. Và yếu tố thi công ở nhựa lát thép thì đóng vai trò rất quan trọng. Tôi có một tư vấn như thế này, nếu mà các bạn chọn nhựa lát thép giá rẻ thì tôi khuyên nên chọn nhôm Sifa có độ dày mỏng, không nên chọn dòng lát thép giá rẻ, bởi vì các bạn xài lát thép giá rẻ thì xài chỉ được 2-3 năm thì các bạn phải thay cửa mới thôi, tại vì giá rẻ thì chất lượng rất là kém và không an toàn. Thay vào đó thì chúng ta nên chọn dòng nhôm Sifa mỏng sản xuất tại Việt Nam, độ bền nó còn cao hơn rất là nhiều và cũng đảm bảo tính an toàn và độ cứng cáp hơn. Thì sau đây tôi xin kết thúc video so sánh giữa hai dòng sản phẩm nhựa lát thép và cửa nhôm Sifa. Nếu các bạn có nhu cầu làm cửa nhựa lát thép chất lượng đảm bảo không bị sệ cánh, hoặc là cửa nhôm Sifa hay các loại cửa nhôm quý khác, xin vui lòng liên hệ đến hotline công ty chúng tôi hoặc truy cập vào website cửa nhựa namvideo.com để tìm hiểu về các dòng sản phẩm của công ty chúng tôi cũng như tìm hiểu về giá thành và mẫu mã. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.